Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài truyền hình thành phố Bảo Lộc. Chương trình thời sự phát sóng hôm nay có những nội dung chính như sau. Hội đồng Nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ thi công công trình nhà máy đốt rác Đại Lào và giám sát an toàn thực phẩm tại Bảo Lộc. Tập huấn cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở tại Bảo Lộc. Bàn giao nhà đại đoàn kết tại xã Lộc Châu. Tin an ninh trật tự xã hội. Phần cuối chương trình là phóng sự Thắp lửa ước mơ, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua đoàn công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Văn Triệu, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra tiến độ thi công công trình nhà máy đốt rác Đại Lào. Đây là nhà máy đốt rác thứ hai được triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cùng đi còn có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và các phòng ban liên quan. Đến nay, nhà máy đốt rác Đại Lào cơ bản đã chuẩn bị xong mặt bằng, đổ phần móng, dựng các khung kết cấu thép và bước vào công đoạn xây dựng lò đốt, đường giao thông và khu điều hòa. Hệ thống lò đốt rác sinh hoạt đang được xây dựng với 7 buồng, công suất xử lý tối đa 200 tấn một ngày. Chủ đầu tư cho biết công nghệ đốt rác được nhập khẩu 100% từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Quy trình đốt xử lý hoàn toàn tự động, từ khâu bóc tách, đầu vào, phân loại rác, đốt xử lý khói cho đến tro đầu ra. Mỗi giờ, hệ thống robot sẽ tự động bóc dỡ 5 tấn rác đã qua phân loại để đưa vào lò đốt hoạt động liên tục 24/24 giờ. Ngoài hệ thống đốt rác thải sinh hoạt, nhà máy còn lắp đặt hệ thống đốt rác thải y tế với công suất 10 tấn mỗi ngày. Trong giai đoạn tiếp theo, nhà máy sẽ có thêm hệ thống xử lý rác thải độc hại, phế phẩm công nghiệp, nông nghiệp với công suất trên 150 tấn một ngày. Công trình dự kiến bắt đầu đốt rác sinh hoạt vào quý 1 năm 2017, phục vụ nhu cầu xử lý rác cho thành phố Bảo Lộc và một số huyện lân cận. Sáng ngày 9 tháng 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với thành phố Bảo Lộc về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Triệu, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị. Tại buổi làm việc, đoàn đã yêu cầu các cơ quan ban ngành có liên quan và đại diện các xã phường trên địa bàn thành phố Bảo Lộc trình bày những khó khăn vướng mắc cũng như đưa ra các kiến nghị giải pháp xoay quanh vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó nhấn mạnh đến việc quản lý các cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sản xuất bún, bánh tráng, giò chả, nhà hàng, quán ăn và đặc biệt là việc quản lý thực phẩm tươi sống tại các khu chợ. Được biết, từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2016, thành phố đã tổ chức 19 đợt kiểm tra liên ngành tại cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện 416 cơ sở vi phạm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, thu nộp ngân sách hơn 300 triệu đồng. Trong số các cơ sở vi phạm, có 34 cơ sở buộc tiêu hủy toàn bộ sản phẩm. Tại buổi làm việc, thành phố cũng đưa ra các kiến nghị với Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc đầu tư thêm kinh phí, nguồn lực cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại địa phương để hỗ trợ công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, trang bị máy móc, trang thiết bị phục vụ việc kiểm định chất lượng thực phẩm. Tối ngày 9 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 1 đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2016 tại cụm dân cư thuộc tổ 1 phường 1. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Sau khi ôn lại truyền thống 86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Tổ dân phố 1 phường 1 đã đánh giá những kết quả đạt được của khu dân cư trong năm 2016 trên các lĩnh vực. Xây dựng quỹ an sinh xã hội giúp nhau giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho mọi nhà. Tổ dân phố hiện nay không có bạo lực gia đình, phụ nữ và trẻ em được tôn trọng và bảo vệ. Các hộ gia đình đều có cuộc sống hạnh phúc. Trẻ em trong độ tuổi đều được đi học. Trong năm, tổ đã vận động 100% hộ gia đình không đổ nước thải ra đường phố, gom rác, đổ rác đúng giờ quy định, thực hiện tổ dân phố không rác, các tờ rơi quảng cáo rao vặt đều dán đúng nơi quy định. 100% hộ dân đều tự trang bị bình chữa cháy, đặc biệt, Ban Công tác Mặt trận đã tổ chức vận động 100% hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn đăng ký đảm bảo kinh doanh thực phẩm sạch an toàn. Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Viết Văn, trưởng công an thành phố Bảo Lộc lưu ý với bà con về chủ đề của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là khu dân cư nói không với thực phẩm bẩn. Vì vậy, bà con phải cùng cam kết thực hiện và giám sát an toàn thực phẩm, phải thực hiện ba giác, tự giác, phát giác và tố giác, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn. Những năm gần đây, diện tích cây cà phê trên địa bàn thành phố Bảo Lộc có xu hướng tăng. Hiện diện tích thống kê đạt khoảng 9.000 hectare, tăng khoảng 2.000 hectare so với thời điểm năm 2005.
Cây cà phê được trồng hầu hết tại địa bàn 5 xã nông thôn mới và rải rác một phần tại các địa bàn phường Lộc Sơn, Lộc Phát, Lộc Tiến và phường 2. Để cải thiện năng suất, sản lượng, bên cạnh chú trọng thâm canh, đầu tư khoa học kỹ thuật, các nông hộ còn chọn lọc nguồn giống khi trồng mới hoặc tái canh. Diện tích cà phê sản xuất theo tiêu chuẩn UTZ-4C hiện chiếm khoảng 35% tổng diện tích cà phê toàn thành phố. Công tác chuyển đổi cà phê giống cao sản, cà phê ghép bằng các hình thức tái canh, ghép cải tạo và trồng mới cũng tiếp tục được chú trọng với diện tích đã chuyển đổi trên 4.100 ha. Phấn đấu đến năm 2020, tiếp tục chuyển đổi từ 1.500 đến 2.000 ha cà phê giống mới, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất cà phê bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, đảm bảo chất lượng cao để tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm cà phê của địa phương trên thị trường. Bên cạnh mạng lưới giao thông đối ngoại như tuyến quốc lộ 20, tỉnh lộ 725 nhằm kết nối thành phố Bảo Lộc với một số địa phương khác, những năm qua, thành phố cũng chú trọng phát triển mạng lưới giao thông nông thôn. Số liệu thống kê cho thấy hiện nay các tuyến giao thông tại 5 xã nông thôn mới có tổng chiều dài 126 km, phân bổ khá hợp lý. Phần lớn có diện tích mặt đường từ 3 đến 7 mét, các tuyến đường đã góp phần cải thiện nhu cầu đi lại, vận chuyển và sinh hoạt của nhân dân các khu vực. Tuy nhiên, theo đánh giá, một số tuyến đường còn có chất lượng chưa cao hoặc một số tuyến đường vào khu sản xuất còn chưa được đầu tư đồng bộ. Đòi hỏi thành phố tiếp tục có các giải pháp thiết thực, đầu tư mạng lưới giao thông nội đồng nhằm phục vụ tốt hơn sản xuất nông nghiệp nói riêng và đời sống nhân dân nói chung. Vừa qua, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 đã tổ chức tập huấn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các đơn vị doanh nghiệp tại Bảo Lộc. Hiện nay, công tác phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất có tầm quan trọng đặc biệt, đảm bảo an toàn cho hoạt động chung. Vì vậy, lớp tập huấn lần này đặc biệt chú trọng đến những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, những nguyên nhân, điều kiện thường dẫn đến cháy nổ và biện pháp phòng ngừa. Bên cạnh đó, học viên còn được giới thiệu về hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấu tạo, tính năng, tác dụng, cách bảo quản, sử dụng các loại phương tiện. Từ đó hướng dẫn học viên các phương pháp kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và quy trình cứu chữa vụ cháy, đưa ra các tình huống cụ thể để học viên có thể áp dụng vào thực tế để chấp hành tốt hơn các quy định về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Lớp tập huấn còn phổ biến các nội dung của một số văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy, luật sửa đổi bổ sung của luật phòng cháy chữa cháy, nghị định, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và các văn bản liên quan, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tổ chức hoạt động này tại cơ sở. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc. Tiếp theo đây sẽ là một số nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 11, Ủy ban Nhân dân xã Đại Lào đã tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016. Tham dự hội thi có 10 đội đại diện cho 10 thôn trên địa bàn xã. Theo thể lệ, mỗi thôn thành lập một đội gồm 5 thành viên chính, trong đó bao gồm tất cả thành viên trong tổ hòa giải và các thành viên khác. Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, gồm 3 phần văn nghệ, kiến thức pháp luật và năng khiếu. Trong đó, phần thi kiến thức bao gồm tìm hiểu kiến thức pháp luật và xử lý tình huống. Phần thi năng khiếu được xây dựng hình thành các tiểu phẩm mang nội dung pháp luật, có liên quan đến những kiến thức cơ bản về hòa giải cơ sở, luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân gia đình, luật đất đai, quy định về chứng thực an ninh trật tự, đảm bảo nổi bật vai trò chính là tuyên truyền cho mọi người hiểu quy định về pháp luật. Hội thi đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong khu dân cư là sân chơi lành mạnh, bổ ích để các thành viên tổ hòa giải các thôn có điều kiện giao lưu học hỏi, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bình yên trong khu dân cư. Vừa qua, xã Lộc Châu phối hợp với Ngân hàng Công Thương chi nhánh Bảo Lộc tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho tặng gia đình ông Phan Văn Hùng, thường trú tại thôn Ánh Mai 3, xã Lộc Châu. Căn nhà trao tặng gia đình ông Hùng có diện tích 50m², kết cấu nhà cấp 4, tổng kinh phí xây dựng 62 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Công Thương chi nhánh Bảo Lộc ủng hộ 30 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận xã Lộc Châu ủng hộ 5 triệu đồng, Linh mục Lê Xuân và bà con trên địa bàn ủng hộ 10 triệu đồng. Số tiền còn lại do gia đình đối ứng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy, chính quyền các cấp tới các đối tượng là hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trong xã hội, đồng thời động viên giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Hội người cao tuổi phường 1 vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt câu lạc bộ văn thể với mục đích giao lưu, học tập, thể dục dưỡng sinh, thể dục văn nghệ để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Câu lạc bộ Văn Thể ra đời thu hút đông đảo các thành viên là hội viên Hội người cao tuổi tham gia. Buổi ra mắt đã diễn ra với các tiết mục văn nghệ, các bài tập dưỡng sinh và giao lưu bóng chuyền nam nữ do các thành viên câu lạc bộ biểu diễn. Mục đích của câu lạc bộ là nhằm tập hợp những hội viên người cao tuổi yêu thích văn nghệ, ngâm thơ ca, múa hát, thể dục thể thao, phục vụ sinh hoạt của hội và các hoạt động văn hóa của địa phương. Từ đó xây dựng phong trào hội hoạt động ngày càng vững mạnh và thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đây là một trong những hoạt động sinh hoạt phù hợp với người cao tuổi để giúp họ sống khỏe, sống vui, qua đó tiếp tục phát huy tấm gương tuổi già, mẫu mực cho con cháu noi theo. Thực hiện chương trình công tác đội năm học 2016-2017, nhà thiếu nhi Lâm Đồng phối hợp với Thành đoàn Bảo Lộc, nhà thiếu nhi Bảo Lộc tổ chức chương trình sân chơi vui khỏe cho học sinh trường tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Lộc Ngạn. Đây là lần đầu tiên học sinh trường tiểu học Bùi Thị Xuân được tham dự chương trình sân chơi thiếu nhi vui khỏe, nên hầu hết các em đều hào hứng và nhiệt tình tham gia. Tại sân chơi, 408 học sinh các khối lớp từ 1 đến 5 được tham gia một số trò chơi vận động, trò chơi dân gian, trò chơi năng khiếu. Các em cũng được hòa mình với các tiết mục văn nghệ, sinh hoạt tập thể với nhiều bài hát sôi động. Ban tổ chức cho biết, chương trình này nhằm tạo điều kiện cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện giao lưu, sinh hoạt, vui chơi, giải trí lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi, giúp các em thư giãn sau những giờ học căng thẳng, cũng như có cơ hội tìm hiểu nâng cao kỹ năng, kiến thức, văn hóa, xã hội. Công an thành phố vừa kết hợp với Công an phường Mã Lao, Công an phường 2, tổ chức bắt đối tượng Nguyễn Minh Khôi về tội trộm cắp tài sản. Do quen biết nên ngày 30 tháng 10, Nguyễn Minh Khôi, 32 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thành phố Nha Trang, có đến chơi nhà anh Nguyễn Văn Hóa tại tổ 11 phường Mã Lao. Trong lúc gia chủ làm cơm thiết đãi và mời bạn bè đến ăn cùng với Khôi, lợi dụng lúc mọi người đang ngồi ăn uống nói chuyện, Khôi đã vào phòng lấy đi một số tài sản, trong đó nhiều vòng vàng trị giá hơn 4 triệu đồng. Sau khi phát hiện mất tài sản, anh Hóa đã báo công an. Tại khách sạn Liên Đô, đối tượng Nguyễn Minh Khôi đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10 năm 2016, Lê Tấn Quý, 22 tuổi, ngụ tại thôn 2, xã Hòa Ninh, Di Linh, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 49G1-31642 hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Hồ Tùng Mậu, phường 1. Khi đến trường mẫu giáo mầm non 1, đối tượng phát hiện chị Lại Thị Hiền, 25 tuổi, ngụ tại Cát Tiên, điều khiển xe máy chở Bùi Thị Nga đi cùng chiều với khoảng cách 5m. Thấy chị Nga lấy điện thoại Oppo màu trắng ra sử dụng, Quý đã điều khiển xe của mình chạy song song với xe chị Hiền rồi giật chiếc điện thoại, làm cho xe máy của Y và chị Hiền cùng té ngã xuống đường. Đối tượng Quý đã bị chị Nga và chị Hiền chi hô quần chúng nhân dân hỗ trợ, bắt giữ, bàn giao đối tượng cướp giật cho cơ quan công an thành phố thụ lý. Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Hoàng Thắng, học sinh lớp 12A6 trường Trung học Phổ thông Lộc Thanh, là một học sinh giỏi của nhà trường với ước mơ vào Đại học Y Dược. Tuy nhiên thì hoàn cảnh khó khăn của gia đình khó có thể giúp em thực hiện được ước mơ này. Ở trong lớp thì em thấy bạn Thắng là một người như thế nào? Trong cách tiết học thì Thắng chú ý nghe giảng, ngồi nghiêm túc học bài, không có nói chuyện riêng trong lớp. Rồi ngoài những tiết học thì Thắng luôn luôn hoạt động với mọi người, giúp mọi người học tập. Còn em, ở trong lớp thì em thấy bạn Thắng, cái sức học của bạn Thắng như thế nào? Dạ thưa chị, là sức học của Thắng thì rất là tốt và đã được nhiều năm được nhiều học sinh giỏi do bạn có ý thức học rất cao. Trong lớp thì luôn siêng năng cần cù học tập, về nhà tuy không có ai kèm bẻo nhưng bạn vẫn cố gắng siêng năng hoàn thành bài cũ ở trên lớp, nên thành tích học của bạn cuối năm rất tốt ạ. Là một học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền, Thắng đang học tại lớp chọn của trường Trung học Phổ thông Lộc Thanh về các môn tự nhiên, toán, lý, hóa, sinh. Trong đó môn hóa là môn Thắng giỏi nhất. Em hiện đang ở trong đội tuyển của trường, chuẩn bị dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh và được kỳ vọng là sẽ mang được giải về cho trường trong năm học này. Gầy gò, nhỏ bé so với các bạn cùng tuổi, nhưng Thắng luôn được bạn bè quý mến và nể phục vì tính cách hòa đồng, luôn giúp đỡ bạn trong học tập, vượt lên hoàn cảnh khó khăn của gia đình và nung nấu ước mơ đến được giảng đường của Đại học Y Dược.
Biết rằng khó, nhưng Thắng vẫn đang nỗ lực hàng ngày trong việc học. Được sự quan tâm của thầy cô bạn bè giúp đỡ, để Thắng nhận được sự hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần từ các tổ chức xã hội khác, tiếp thêm niềm tin cho em đến trường. Việc học hiện tại của mình thì có khó khăn gì không Thắng? Điều kiện học tập của em cũng không được tốt cho bằng mấy bạn khác và thời gian của em học tập của em cũng sẽ eo hẹp đi rất nhiều tại vì là em sẽ phải dành thêm thời gian để mà phụ giúp cha mẹ cho nên điều kiện học tập của em cũng không tốt. Trong tất cả các môn học thì mình học khá nhất là môn gì và cái ước mơ sau này của mình là gì? Trong các môn của thì là em tốt nhất là môn hóa và em định theo ngành sư phạm hóa hoặc là ngành dược. Nhưng em không biết ước mơ của em có thành hiện thực hay không tại vì điều kiện của kinh tế của nhà em không đủ để mà cho em đi bước tiếp lên con đường đại học. Ước mơ đến với giảng đường đại học của Thắng sợ rằng phải dang dở bởi mẹ Thắng sau một cơn tai biến đã nằm một chỗ 7 năm nay. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải dựa vào người khác. Ngày trước, gia đình có 3 sào vườn nhưng từ khi mẹ bệnh đã phải bán để chữa trị. Thu nhập của cả nhà chỉ còn trông vào ba của Thắng. Tuy bị rất nhiều bệnh và có tật ở chân nhưng vẫn đi làm thuê lo cho con ăn học. Lao tâm lao lực, ba Thắng đã bị đột quỵ và mất vào cuối tháng 9 vừa qua. Khó càng thêm khó khi giờ đây gia đình Thắng mất đi trụ cột, hoàn toàn không còn nguồn thu nhập nào để trang trải chi phí chữa bệnh và các sinh hoạt hàng ngày. Ngoài số tiền 450.000 đồng một tháng từ trợ cấp xã hội. Để đỡ gánh nặng cho Thắng, chị ruột Thắng phải chuyển từ Đồng Nai về, phụ chăm sóc mẹ để Thắng yên tâm với việc học. Nhưng hiện tại cả hai vợ chồng người chị vẫn chưa có việc làm. Năm học cuối cấp và con đường đi tới giảng đường đại học của Thắng gặp nhiều khó khăn do biến cố gia đình. Hiện Thắng chỉ biết cố gắng học thật tốt mỗi ngày để đến gần hơn với ước mơ của mình và mong rằng sẽ có nhiều bàn tay chung lòng thắp lửa cho ước mơ em. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.